sáu phẩm học đạo khắp lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát đầy đủ sự giác ngộ tối thắng tuy có thể thọ hành pháp sâu xa như thế nhưng đối với việc ấy chẳng cầu quả báo phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói các đại bồ tát đầy đủ sự giác ngộ tối thắng tuy có thể thọ hành pháp sâu xa như thế nhưng đối với việc ấy chẳng cầu quả báo vì sao thiện hiện vì các đại bồ tát đối với tự tánh không lay động cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát có thể đối với tự tánh nào mà không lay động phật dạy này thiện hiện đại bồ tát có thể đối với tự tánh vô tánh không lay động bạch thế tôn các đại bồ tát có thể đối với những pháp tự tánh vô tánh nào mà không lay động này thiện hiện các đại bồ tát có thể đối với tự tánh vô tánh của sắc không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của thọ tưởng hành thức không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của nhãn xứ không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không không, không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của sắc xứ không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của nhãn giới không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của nhĩ tĩ thể thân ý giới không lay động, có thể đối với tự tánh vô tánh của sắc giới không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của thanh hương vị xúc pháp giới không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của nhãn thức giới không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của nhãn xúc không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không lay động. Có thể đối với tự tánh vô tánh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của địa giới không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của thủy hỏa phong không thức giới không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của vô minh không lai động, có thể đối với tự tánh vô tánh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não không lai động có thể đối với tự tánh vô tánh của bố thí ba la mật đa không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của pháp không nội không lay động có thể đối với tự tánh vô tánh của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không lay động.